bạn nghe. Hi, all my friend, it's Huy from Kampo Village, Quang Tri Province. Today I am free, so I go to see my friend. And also, by the way, I would like to show you my friend, family motto. Chào các bạn nhé, chào các bạn quay trở lại với kênh YouTube của bọn mình nha. Hôm nay mình với Huy dẫn các bạn đến thăm cái mô hình trang trại của nhà bạn mình nhé. Nice to meet you, friend. Mr. Hill, how are you? Khỏe không, khỏe không? I'm fine. Khỏe là gọn rồi. You look very healthy. Nhìn là khỏe đấy. And I'm Mr. Hill, have a good job in Đà Nẵng City. But since the year 2019, when the COVID pandemic appeared, he decided to go back home. Đây là Hiếu bạn mình nha. Đây khoảng 2 năm, năm 29 ấy, thì do dịch nên là anh đang còn làm ở Đà Nẵng và anh quyết định trở về nhà để về quê nhá, xây dựng cuộc sống mới nhá. Đây, gia đình hạnh phúc kiểu mẫu ở làng ấy. Mr. Hiếu family, Mr. Hiếu, he's a beautiful wife and his mother. Mẹ Hiếu, vợ Hiếu. And his daughter, 8 months old. Con trai của Hiếu ấy 8 tháng ấy. Con trai là con gái hiểu? Baby boy. Sorry. Baby boy. Baby boy. 8 months old. Baby boy handsome like girl. So Hiếu, my friend, he is a typical business startup in my village. Hiếu là dạng như kiểu thương nhân ở Việt, thương nhân ở làng ấy. Đó, Hiếu phải đơn giản đấy. And he follow the vườn ao chuồng. Theo cái mô hình vườn ao chuồng. Garden, pond, and the cage. So now we walk around and to see his farm style. Bây giờ thì bọn mình đi quen cái mô hình của bạn đấy nha. Okay, and raising the bee very easy because bee it is suitable with all the climate condition in my village, and also there is a huge forest behind our village, so there are variety of flower for the bee. And raising the bee, it is very easy. We put the bee box around our house, around the house garden. Hắn nuôi ong quanh nhà nhá, để các cái tổ ong quanh nhà luôn. Rất là dễ nuôi. Dễ nuôi lắm. And Mr. Hill, my friend, he raise 50 box of bee nest. Hiểu thì có khoảng 50 cái tổ ong nhá, 50 cái đàn ong có 50 tổ. And every year he collect about 4 liters per box. Một năm thì thu khoảng 4 đến 5 lít mật cho một cái tổ ong như vậy. Mà có 50 ổ thì 54 là 20, khoảng 200 lít mật. And 1 liter it cost $500,000. 1 lít 500,000. 500,000 một lít. So one box of bee he collect 4 liters. So he gain $2 million a year. Thì 5 lít thì khoảng 2 triệu. 2 triệu. 2 triệu một tổ. So in dollar. 80. About 95 US dollar. Khoảng 90 đô một 95 đô. Một cái đàn một cái tổ ong như vậy khoảng 95 đô. So 50 boxes. He can earn about $100 million a year. Nói chung là khoảng 50 bông ong thì 100 triệu. 100 triệu đồng. 100 triệu. $100 million equal to 5000 American dollars a year. Một năm khoảng 5000 đô. From the honey bee. Từ chỉ có nuôi ong thôi năm được kiếm được 5000 đô. Yeah. So honey bee bring a good benefit to Mr. Hill family. Nói chung là nguồn thu nhập chính của Hiếu từ cái mô hình nuôi ong này là vẫn là chiếm nhiều nhất trong ấy nha các bạn. Nuôi giống ong nữa. And beside the honey bee, he also sell the bee box for the all villagers. Bán giống luôn nha. Nhân giống bán giống luôn. Bán giống luôn. Và một cái bông ong bây giờ Hiếu bán bao nhiêu tiền? 1.2 triệu. And one bee box at the moment he sell $1,200,000. Bây giờ mà cứ bán một đàn ong giống là khoảng 1 triệu 2 nha các bạn. 1 triệu 2. Vào thời điểm hiện tại. At the moment. Năm bán được mấy chục bộ. 5 tháng chục. And every year he sell more than 60 different boxes. Khoảng năm bán khoảng 60 đàn ong cho dân làng nha. 60 đàn là cứ bình quân khoảng 60 triệu thôi. Ok. And now bee raising is the new model in my village. Đây là cái mô hình trang trại mới ở làng mình ấy, là nuôi ong ấy. Bây giờ people in my village they don't know
or they didn't know how to raise the bee. Trước đây thì làng mình không biết nuôi ong và cũng chả biết lấy mật ong nhá, nuôi theo kiểu tự nhiên ấy, lâu lâu bắt được đàn về thì nhặt về treo lên vậy thôi, chứ còn bây giờ là nuôi nhưng mà có khoa học kỹ thuật nhá. But now thanks to Mr. Hill, all the people in my village they know how to raise the bee. Giờ thì And raising bee bring a good benefit to all people in my village. Và thực ra thì cái nuôi ong và mật ong nó đem lại lợi nhuận cũng tương đối khá cho người dân làng mình đấy các bạn. Okay, here we see how my friend Mr. Hill he collect the honey bee. Bây giờ vô cho Hiếu mời bọn mình uống trà chén nha, so trà mật ong chén nha. He would like to invite us to enjoy the bee tea with the lemon. Đó, uống trà trà mật ong chén. First, yeah. The lemon, you eat it. Uống ngọt thì cho nhiều mà uống nhạt thì đợi. Một muỗng. And one tablespoon of honey bee. Khoảng hơn thìa mật ong nha, cho nhiều càng ngọt thôi. Cá nhân tôi là cứ cho nhiều mật ong là ngon. Nước lọc and then we add with the boiling water. Nước lọc hả? Đầu tiên là and then we stir. Khuấy lên. Yeah, we stir the honey, the lemon together. And cheers. Chúc sức khỏe nhé. Yeah, mời cả nhà nghe. Mời các bạn uống mật ong nhé. Honey bee water is the taste of my village, the taste of my friend. Đây. It very so tasty. Cái đồ uống từ mật ong đúng không? Mật ong là cái hương vị của làng quê, hương vị của bạn bè. Cảm ơn. Thank you very much for Mr. Hill. Trước đây thì đất vườn rộng nhưng mà cũng chưa ai làm, bây giờ Hiểu về nó làm mà thấy cái vườn rất là đẹp. Cái này dùng anh em bạn bè đến chơi này là mừng rồi, mừng cho bạn. Thì việc cô Hiểu về quê rất là sản xuất đúng không? Đó, xây dựng cái mô hình nông thôn mới ở cho làng mình là mình thấy là có vườn ao chuồng. Vậy khi nãy đi tham quan cái mô hình của Hiểu là mình thấy là cái hồ cá là rất là đẹp, cái vườn cái ăn quả là rất là nhiều loài khác nhau, và đặc biệt là Hiểu có nuôi ong nữa. Đây là một cái mô hình mới ở làng mình và đem lại một cái lợi nhuận rất lớn, không những cho bản thân của Hiểu mà cho tất cả mọi người ở trong làng mình. So Mr. Hill is a typical man in our village. Yeah. He bring the bee to our village. He bring the different kinds of fruit trees to our village. So he contribute all his effort to the development of our village. And say big thank you to Mr. Hill. Cảm ơn Hill rất nhiều. Địa chủ, ruộng này của địa chủ hả? Năm nay full crop hả? Được mua. Rất được mua. Đấy, đất địa chủ đấy các bạn. Địa chủ mới ở làng tôi.
Now Mr. Hill become a landlord in my village. Đất to nhất làng. Đất to nhất làng, đất trở thành một địa chủ ở làng. So he is very big, yeah, very fat, big belt. Full right. Nãy giờ thì mình với Huy cũng đi quanh vườn và giới thiệu cho các bạn xem cái vườn nhà Hiếu rồi nhá. Bây giờ thì chắc là clip của bọn mình đến đây cũng xin kết thúc rồi. So cảm ơn và chào các bạn nhé. Our video clip are finished here. Thank you very much for watching. And in this video clip, I introduce you about my friend, how to raise the bee, how to harvest the bee. And also my friend is a typical farm model in my village. Thank you very much, Mr. Hill, for today. See you next video. Chào các bạn nhé.